Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid 2022 chính thức ra mắt, có giá 787 triệu đồng. Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid 2022 tại Philippines, về cơ bản là thêm gói phụ kiện thể thao mới, có giá quy đổi khoảng 787 triệu đồng. Mới đây, chiếc crossover Toyota Corolla Cross được phát hiện tại một đại lý Toyota ở Philippines, khoác lên mình phong cách thiết kế của Corolla Cross GR Sport phiên bản Thái Lan, đã được tiết lộ vào tháng 12 năm ngoái. Về cơ bản, GR Sport là phiên bản trang bị phụ kiện mới của Corolla Cross, với cản mới, ốp sườn và lưới tản nhiệt phía trước màu đen bóng. Ngoài ra, mẫu xe cũng nhận được một nóc xe màu đen và đèn hậu LED. Ngoại thất xe cũng thêm phần phong cách hơn, khi được trang bị mâm hợp kim 18 in độc đáo, bọc trong lốp 225/50R18. Giống như Hilux, Fortuner và Vios GRS, Toyota Corolla Cross GR Sport tại Philippines cũng có nội thất với tông màu đen chủ đạo. Ngoài ra còn có tựa đầu ở ghế trước trang trí biểu tượng GR dập nổi màu đen. Corolla Cross GR Sport tại Philippines cũng có lò xo cuộn và giảm xóc mới như phiên bản tại Thái Lan, giúp mẫu xe vận hành thể thao hơn. Về chuyển động, Toyota Corolla Cross GR Sport vẫn trang bị động cơ hybrid 1.8 lít, tương tự như phiên bản cao cấp nhất, sản sinh công suất 98 mã lực và mô men xoắn 142 Nm từ động cơ đốt trong. Đồng thời được bổ sung một động cơ điện, cung cấp thêm 72 mã lực và mô men xoắn 163 Nm. Tổng công suất kết hợp là 122 mã lực, đi kèm hộp số ECVT có 3 chế độ lái, có thể lựa chọn gồm EV, Sport và Eco. Toyota Corolla Cross GR Sport Hybrid sẽ được bán lẻ với giá 1.774.000 peso, khoảng 787 triệu đồng.